Chào anh em, trong video này thì mình sẽ review cho anh em con game có tên là Big Time. Nếu như bạn là người mới đang muốn chơi con game này thì video này sẽ giúp ích được cho bạn ha. Đầu tiên thì anh em sẽ vô cái đường link đó là bigtime.gg ha. Thì anh em sẽ login cái tài khoản sign in này. Thì chúng ta cứ sử dụng cái tài khoản Google anh em login là được. Sau khi đăng nhập thành công, nó sẽ tự động chuyển qua cái trang web có tên là Open Look. Rồi ở đây anh em góc phải trên cùng, chúng ta bấm vô avatar của anh em. Nó sẽ có cái mục đó là Enter Invite Code. Trước khi vào cái bước này, nó sẽ có cái bước đó là xác minh số điện thoại á, thì anh em cứ xác minh là được. Rồi mình bấm Enter Invite Code này. Ở đây thì mình đã nhập một cái mã code rồi. Còn của anh em nó sẽ có cái mục đó là nhập cái mã code. Sau đó thì anh em mới là tải ứng dụng về và chơi. Nếu như cái file cài đặt anh em cài đặt không được thì anh em cứ chuột phải chọn Run as Admin. Nhưng muốn chơi được thì chúng ta phải có cái code đúng không? Vậy thì anh em sẽ về lại cái trang Big Time. Chúng ta kéo xuống dưới và anh em tìm đến cái phần đó là Discord của họ. Đây, Discord đây. Vào cái Discord của họ rồi á, thì anh em vô cái mục đó là Access Code này. Trong cái mục này á, thì anh em sẽ thấy họ chia sẻ code liên tục luôn anh em. Mình đang quay video vào lúc 12 giờ trưa. Thì đây, những cái thời gian gần nhất họ chia sẻ code đây. Anh em có thể bấm vô đường link hoặc là copy cái đường link code cuối cùng này. Đó, phía trên này. Chúng ta có thể ngồi canh hoặc là chúng ta săn trên các cộng đồng khác. Nhưng mà mình thấy trên Discord thì họ chia sẻ nó nhiều hơn. Trong một ngày có khi họ chia sẻ cả 100 code trên này, rất là nhiều luôn. Cứ khoảng vài phút là anh em sẽ thấy họ chia sẻ code lên, thế nên chúng ta canh rất là nhanh. Cá nhân mình thì cũng lấy code ở trên này thôi. Mình đợi khoảng vài phút thì họ đăng cái là mình nhập luôn. Nhập xong thì chúng ta tải game về và chơi. Hoặc là anh em cũng có thể là tải game trước, sau đó ngồi săn code nhập xong rồi chơi. Bây giờ mình sẽ vào game và review cho anh em cái tựa game này luôn. Nếu như anh em đã nhập cái mã code rồi thì bây giờ anh em sẽ vô con game và bấm play thôi. Game này thì nó hơi nặng một tí. Nếu như mà máy của anh em nó yếu á, thì chúng ta phải chỉnh cái cấu hình nó thấp một tí này. Ở đây mình để Epic chơi cũng được, cao nhất cũng được, nhưng mà máy mình nó hú ghê lắm. Thế nên mình sẽ để ở Medium, mình chơi thôi. Và mình thấy là nó khá mượt. Chúng ta sẽ chọn các cái server, anh em cứ test nhá, tùy máy và tùy mạng nhà anh em thôi. Của mình thì mình thấy server nào cũng được, nhưng mà cứ chơi một lúc, đến khi nó lag á, mình sẽ đổi qua server khác. Hoặc là chơi với bạn bè á, thì anh em cứ lựa chọn chung một cái server mà chơi. Thì đây là cái tài khoản của mình. Hiện tại thì mình đang ở cái thành chung ha, thành của mọi người sau khi chơi xong tân thủ anh em sẽ tới đây. Nếu như bạn mới tạo tài khoản thì anh em sẽ chơi tân thủ thôi. Làm nhiệm vụ tân thủ thì cứ tập trung vào cái nhiệm vụ chính tuyến á. Nếu anh em để ý á, thì trên màn hình anh em sẽ thấy một cái điểm màu cam cam như thế này đúng không? Chúng ta cứ chạy tới cái điểm màu cam. Đó, thấy nó ở đâu thì cứ chạy tới chỗ đó. Và chúng ta làm nhiệm vụ. Đó, server này thì mình thấy nó khá lag nè. Mình sẽ đổi qua server khác ha. Return Lobby. Chơi một mình thì anh em có thể là chọn các server như là Hồng Kông này. Thì cái ping nó thấp. Thì qua server này thì mình thấy khá là nhiều người luôn anh em. Đôi khi nhiều người quá nó lại lag anh em. Mình thấy trên YouTube nhiều kênh á, họ review về cái nhiệm vụ tân thủ rồi ha. Thế nên mình sẽ không làm lại cái chủ đề đó. Mà sau khi anh em làm xong nhiệm vụ tân thủ anh em sẽ tới đây. Và những cái anh em cần biết á, như là nâng skill này. Đó. Hoặc là nâng cái bảng thuộc tính này. Thì vừa chơi chúng ta vừa tìm hiểu thôi. Cái mà anh em cần chú ý đó là cái phục timeline. Mục này thì anh em sẽ kiếm được các cái đồng hồ. Và mỗi cái đồng hồ như thế này khi mà anh em trang bị nó như là một cái nhân vật của anh em luôn. Đương nhiên đồng hồ càng xịn thì nó sẽ cho anh em những cái chỉ số nó càng xịn thôi. Và khi chúng ta chơi á, ví dụ như anh em bấm hai lần đúp này, chúng ta bấm nút ESC ở trên bàn phím này, sau đó bấm một cái mục đó là Display này. Đó, nó sẽ hiển thị ra các cái nút mà anh em sẽ thao tác trên con game này. Chuột trái chuột phải là gì này? Chuột trái là tấn công này, chuột phải là cũng là tấn công luôn, nhưng mà nó là kỹ năng đặc biệt một tí. Rồi các cái nút dùng kỹ năng này, hoặc là nút di chuyển này, ví dụ nút đúp này mà anh em bấm hai lần thì nó sẽ lướt. Còn nút shift này thì nó sẽ chạy nhanh. Enter là dùng để chat, zoom là nhảy. Còn các nút thao tác khác như là tab để vô inventory này, T này, I này, O này, P này thì chúng ta cứ test ở trên bàn phím. Chơi khoảng vài phút thôi là anh em sẽ quen với cái thao tác của con game này. Và khi chúng ta đang di chuyển chạy nhanh như thế này thì anh em có thể là bấm dấu cách để nó nhảy. Những cái địa hình ví dụ đang đi xuống này thì chúng ta có thể là nhảy để nó tăng cái tốc độ lên. Và khi chơi con game này á, mà đi boss á, đi mấy cái phó bản á, thì anh em cố gắng run hit. Nếu như chơi tướng tay dài giống như mình, nó sẽ có hình như là 4 class đó anh em. Chơi cận chiến hoặc là chơi tay dài tùy anh em. Chơi tăng cơ, sát thủ hay là support hỗ trợ bơm máu.
thì anh em sẽ lựa chọn cái class mà anh em muốn chơi, hoặc là cứ chơi hết đi anh em, thấy cái gì chơi cái đó. Sau khi chúng ta tìm hiểu game ổn định rồi thì anh em sẽ tập trung một class và cày thôi. Với cái tựa game này chúng ta muốn kiếm tiền từ nó thì chúng ta cứ đi phó bản. Trong cái quá trình mà anh em đi phó bản á, thì anh em sẽ mở được các cái rương. Trong cái rương nó sẽ có NFT. Đây là một trong những cách kiếm tiền của con game này. Đương nhiên nó không phải là cách duy nhất đâu anh em, còn nhiều cách khác, nhưng mà cái cách này thì mình thấy nó ngon nhất rồi. Bởi vì rất nhiều người ở thời điểm hiện tại đang kiếm được NFT dựa vào cái việc đó là mở rương. Cá nhân mình thì cũng chỉ là một người chơi và mình mới chơi con game này được một ngày thôi anh em, mới tải ngày hôm qua xong. Thế nên chưa có thể review cho anh em quá nhiều thứ được. Đây là cái tài khoản của mình và nó chưa có cái gì hết anh em. Có một điều anh em cần phải lưu ý á, đó là khi mà chúng ta trang bị các cái vật phẩm watch này, các cái đồng hồ mới á, thì cái level của anh em nó sẽ trở về là level 0 và chúng ta sẽ bắt đầu cày lại. Cứ đi phó bản thôi anh em. Hoặc là anh em có thể là tham gia vô các cái team á, 5-6 người cùng đi để làm nhiệm vụ nó nhanh hơn, làm nhiệm vụ ở trong cái phó bản nó nhanh hơn, cũng như là lên cái level nó nhanh hơn. Được rồi, thì con game này mình sẽ trải nghiệm trong vòng vài ngày, sau đó thì mình sẽ review cho anh em về cái cơ chế earn của nó ha.